trân trọng ở đây. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đến Vũ Trí 2023. Xin chào. Và lần đầu tiên thì thầy đây là Đỗ Linh Vũ, thường thì các bạn thường gọi thầy là sư phụ và thầy là Linh Võ Linh Vũ. Và đây là thầy Trí, tức là người ta mọi người cũng hay gọi lại đây là sư phụ Trí. Và thầy Tuấn Anh, thầy Thanh tự giới thiệu với mọi người. Thầy Tuấn Anh thì tên thường biết thì các bạn đã biết rồi, họ và tên Vũ và Tuấn, một cái tên rất là dễ hiểu và dễ nhớ và dễ gọi. Và tiếp theo thầy tên là anh Lê, mọi người thường hay gọi với tên thân mật hơn là thầy La. Và thầy tên theo thầy tên An, mọi người hay gọi thầy là thầy An An. Thầy tên là Long Phụng, mọi bạn cũng thường gọi là thầy Phụng. Thì sư phụ nói lại một lần nữa, xin phép gọi với lại các bạn là xưng là sư phụ nha, tại vì sư phụ hay xưng như vậy là nay là mười mấy năm rồi, quen cái câu nói như vậy rồi, thì các bạn cho xin phép được gọi bằng sư phụ ha. Thì sư phụ đây là, và sư Trí là phụ trách ở bên ngoài, còn bên nôm na gọi là giám đốc và giám đốc phó và giám đốc trưởng. Thì đây là, còn đây giới thiệu đây là thầy dạy chính của lớp mình, vừa là dạy về lớp căn bản, thầy Tuấn Anh đây là vừa về lớp căn bản và lớp nâng cao. Thì các bạn qua cái lớp căn bản thì các bạn học những gì? Thì các bạn học những thao tác kỹ thuật kéo, kỹ thuật về đảo kéo và dấu dao, những kỹ thuật mà biểu diễn thì thầy Tuấn Anh đây phụ trách. Còn thầy Lan, tức là thầy La, thì phụ trách về lớp nâng cao, những cái lớp phay của chúng ta khi các bạn lên lớp nâng cao, và cũng phụ trách cả lớp căn bản luôn. Thì hai thầy đây sẽ đổi qua đổi lại về cái phần dạy, tức là thầy Tuấn Anh vừa dạy căn bản vừa dạy nâng cao về hình khối, còn thầy Lê Anh dạy căn bản và nâng cao về những đường phay. Thầy An phụ trách về lớp hóa chất của chúng ta, vì chúng ta học nhuộm hay là học uốn. Còn thầy Long Phùng thì sau này các bạn, những bạn đam mê về tattoo thì các bạn đăng ký để được thầy Long Phùng dạy cho các bạn tattoo. Mọi người cố gắng hết mình để mà sau này được đi theo cái đường đam mê của mình. Nếu như các bạn thành công, các bạn muốn về Vũ Trí thì đó là cái nỗ lực trong quãng thời gian này, các bạn học như thế nào, đạo đức các bạn ra sao thì chắc chắn sẽ được về hệ thống Vũ Trí thôi. Còn các bạn học để các bạn đi nước ngoài hay các bạn đi làm những môi trường khác thì đó là cũng là hãnh diện của Vũ Trí khi các bạn thành công. Xin chào mọi người. Let's go. My stupid heart don't know. I tried to let you go so many times.